các vị, năm phái có thể hợp nhất cũng nhờ các vị hết lòng ủng hộ. Và chức vị chủ môn ngũ nhạc này, mọi người cũng đồng ý dùng thi võ quyết định. Nhưng đao kiếm vô nhãn, khó tránh sẽ có thương vong nhân mạng, như vậy sẽ làm mất nghĩa khí đồng môn. Cho nên thi võ tiến hành như thế nào, hy vọng các vị đưa ra ý kiến. Chúng ta đã là môn hạ ngũ nhạc phái rồi, cả hai chúng ta gia nhập ngũ nhạc phái cùng năm cùng tháng cùng lúc, làm sao có phân biệt trưởng âu. Ở chút thì huynh dùng môn quy của phái Thái Sơn đàn áp người ta, nhưng đáng tiếc bây giờ không còn phái Thái Sơn nữa. Ngươi này, hai người làm ơn đừng có cãi nhau nữa. Ai trong hai người có bản lĩnh cao á, đánh xong sẽ biết ngay mà. Đúng rồi, niềm tin tinh túy của võ công phái Thái Sơn, tôi tin chắc những gì các hạ biết cũng chỉ có giới hạn thôi. Hà tất tới đây lãng phí thời gian của mọi người để giành lấy tiếng thơm chứ. Các hạ ăn nói ngôn cuồng, chắc chắn là biết rất rõ võ học của tệ phái. Võ công của phái Thái Sơn bác đại tinh thâm, những kẻ ngũ nghịch tàn sát đồng môn như ông đây làm sao có thể lãnh ngộ được. Bình Chi, hai vị là tiền bối, không được vô lễ. Dạ. Ngạc tiên sinh, ông dạy dỗ đệ tử giỏi hiền tế ngoan, luôn cả võ học của phái Thái Sơn cũng không coi ra gì, đến đây tùy tiện phê bình. Sao ông biết huynh ấy tùy tiện phê bình? Được, tôi sẽ dùng kiếm pháp của phái Thái Sơn so với cao chiêu của đạo sĩ. Kiếm pháp quý phái xưa nay bần đạo khâm phục vô cùng, nhưng không ngờ người của phái Hoa Sơn lại đòi sử dụng kiếm pháp Thái Sơn. Lần đầu tiên bần đạo mới nghe thôi. Cha tôi muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái, đương nhiên phải biết rõ kiếm pháp của mỗi một phái. Nếu không, cho dù cha tôi trấn áp quần hùng cũng không thực sự là trưởng môn ngũ nhạc phái. Nè, nhà bất quẩn muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái kìa. Thật là tiểu nữ chỉ ăn nói khoác lác, các chị đừng nên tưởng thiệt. Thì ra nhà tiên sinh đã tinh thông kiếm pháp của ngũ nhạc phái. Thật đúng là một chuyện lớn. Từ khi sáng lập ngũ nhạc phái cho tới nay, bần đạo mời cô đương chỉ dạy kiếm pháp của Thái Sơn. Được. Vẫn còn nhiều chiêu kiếm ông chưa bao giờ thấy. Coi đi. Đích thực nhà cô nương đã sử dụng kiếm pháp Thái Sơn. Ngọc Kinh Tử đạo trưởng, ông thua rồi. Xung ca, mấy chiêu kiếm pháp Thái Sơn này huynh đã dạy cho cổ sao? Huynh hiểu rồi. Cuối cùng bí mật trên Tư Quá Nhai đã bị họ phát hiện. Tất cả chiêu thức đều được học ở trong hang động. Vậy thì còn nhiều màn hay lắm. Nhạc tiên sinh tinh thông kiếm thuật của ngũ nhạc kiếm phái các phái, thật sự là điều chưa từng có trong võ lâm. Mặt đại tiên sinh quá khen, nhạc bổ thật sự không dám nhận. Mặt đại này tập trung nghiên cứu kiếm pháp của bổn môn, vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được. Hôm nay rất muốn được thỉnh giáo nhạc tiên sinh. Nhạc sư bá, điệt nữ tùy tiện học được vài chiêu kiếm pháp của phái Nam Nhạc Hành Sơn, xin nhạc sư bá hết lòng chỉ dạy nương tay. Được, tài giỏi lắm. Nếu điệt nữ đánh không lại mặt sư bá thì mới để cha của con ra trận. Được. Thua không rõ nguyên nhân.
Sao lại như vậy? Chiêu này là năm xưa trưởng lão ma giáo phá kiếm pháp của Nam Nhạc Hành Sơn được ghi trong đồng. Nhưng mà họ sử dụng đồng chùy, tiểu sư muội lại dùng đá thay thế. Rõ ràng Mạc Đại Sư Bá đã nhường con, không là con dám vô lễ với sư bá. Mạc huynh, tiểu nữ không biết cao thấp, cả gan làm huynh bị thương, mong huynh trọng lòng tha thứ. Tướng môn hộ nữ quả nhiên bất phàm. Nhạc cô nương, để tôi lãnh giáo kiếm pháp Hằng Sơn với cô. Nhanh lên, nhanh lên. Cô đó đúng là độc ác quá. Đinh Sang, cô có thể đánh thắng phái Thái Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn và Chủ Môn Bắc Nhạc Hành Sơn, coi như là đáng quý.